Chào mừng quý vị đến với chương trình Câu chuyện kinh doanh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Điền Quân thực hiện. Số phát sóng tuần này, Thủy Tiên xin mời quý vị cùng theo dõi một số nội dung nổi bật sau đây. Góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành gỗ Việt Nam thông qua sản xuất đồ gỗ nội thất. Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng ChatGPT trong quản lý nhà nước, thách thức và cơ hội. Vũng Tàu hướng đến du lịch xanh, thân thiện với môi trường từ xe đạp công nghệ số. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, ngành nội thất Việt đã có những bước phát triển về số lượng và chất lượng đối với thị trường tiêu thụ trong nước. Do đó, việc tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến sản xuất, kinh doanh trong ngành gỗ được xem là bước đệm để sản phẩm nội thất Việt Nam có thể vươn xa hơn nữa ở các thị trường quốc tế. Thống kê từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, năm 2022 được xem là năm khó khăn nhất từ trước đến nay đối với ngành gỗ khi tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 7,1%. Theo đó, những tháng đầu năm 2023, ngành gỗ dự báo sẽ còn nhiều khó khăn khi đồ gỗ nội thất, một trong hai trụ cột tăng trưởng chính của ngành, giảm sâu đơn hàng do lạm phát, suy thoái, thắt chặt chi tiêu ở các thị trường chính như châu Âu, Mỹ. Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất Hawa Expo 2023 là điều kiện giúp các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành gỗ cũng như ngành công nghiệp nội thất Việt Nam có cơ hội giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến gỗ đến các thị trường trong và ngoài nước. Qua đây, góp phần lấy lại đà tăng trưởng cho ngành gỗ nhằm thực hiện mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Với cái hội chợ Hawa này thì sẽ giúp những cái doanh nghiệp nước ngoài sẽ tìm đến cái hội chợ này để đặt hàng được những cái sản phẩm tốt nhất từ Việt Nam. Đấy, là những cái sản phẩm xuất khẩu thì bên mình sẽ nhập những cái máy tốt nhất, những cái công nghệ mới nhất giúp tăng năng suất và giảm lao động cho doanh nghiệp. Như ở đây thì bên mình có để một cái máy CNC 4 đầu có thể giúp doanh nghiệp so với công nghệ cũ thì có thể tăng gấp 5 đến 10 lần. Cái thị trường nội thất của Việt Nam mình hiện tại là đã và đang phát triển hơn 20 đến 30 năm nay về cái nội thất trong nhà và cái ngoại thất. Về cái sự tiêu dùng của người Việt Nam hiện tại thì người ta đang hướng tới cái việc mô hình tủ bếp. Tủ bếp người ta có thể sử dụng lâu dài, cũng có thể là sử dụng trong thời gian ngắn để mình có thay đổi cái kiểu mẫu. Hiện nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam có quy mô lớn thứ 5 toàn cầu. Đây sẽ là một trong những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế ngành chế biến gỗ Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu nội thất thế giới. Trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam là một trong những lĩnh vực mang nhiều hứa hẹn. Chính vì vậy, việc mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành tiếp cận công nghệ tiên tiến và từng bước phát triển bền vững, ổn định. Thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 1 năm 2023 đạt 242 triệu đô la Mỹ, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tháng 2 năm 2023, xuất khẩu hàng rau quả đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn khi thị trường các nước như Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand bắt đầu mở cửa trở lại. Ngoài ra, đối với ngành xuất khẩu hoa, Việt Nam cũng được dự báo có tiềm năng trở thành một trong những nhà cung ứng hoa lớn nhất thế giới. Theo đó, bằng việc tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm trong ngành rau, hoa quả, đã giúp các doanh nghiệp, nông dân có cơ hội tiếp cận với kỹ thuật, công nghệ và sản phẩm mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua đây, mở rộng hoạt động kết nối, tạo điều kiện để xuất khẩu các sản phẩm chủ lực ở các tỉnh phía Nam như sầu riêng, chuối, thanh long, xoài, bưởi, mít. Tất cả các cái giống mới của Richvan, chúng tôi luôn tạo ra cái tính khác biệt trên thị trường. Khác biệt ở đây là gì? Thứ nhất là về chất lượng năng suất của giống, chất lượng màu sắc và chất lượng nông sản để có tạo tính khác biệt trên thị trường. Như là các bạn thấy ở trong đây chúng tôi có rất là nhiều loại ớt ngọt, loại xà lách khác biệt và có cái chất lượng rất là vượt trội so với các cái sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay. Thì đó là tiêu chí cũng như là cái chiến lược phát triển giống mới cũng như cung cấp các sản phẩm sáng tạo cho thị trường Việt Nam để từng bước xây dựng Việt Nam thành một cái thị trường có cung ứng được những cái sản phẩm chất lượng cao cũng như là đa dạng để cho thị trường nội địa cũng như là cái nhu cầu xuất khẩu ngày càng cao. Hiện tại thì đến nay thì hợp tác xã của tôi đã áp dụng những cái quy trình sản xuất theo những cái tiêu chuẩn sạch, an toàn, vệ sinh thực phẩm cũng như là chứng nhận là Việt Gáp và công bố cái sản phẩm đạt cái chất lượng là của OCOP là 4 sao. Cái đó là những cái mà bên hợp tác xã tụi tôi cũng rất là tâm huyết để mà cùng bà con thành viên để sản xuất.
tới đây thì hợp tác xã cũng sẽ mở rộng về cái vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, về đạt những cái yêu cầu của những cái tiêu chuẩn ở những nước bạn đã đưa ra, để nhằm cái tạo đầu ra cho cái sản phẩm sầu riêng của bà con nông dân của hợp tác xã. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo, trong năm 2023, với các mặt hàng cùng nhiều thị trường mới mở ra thông qua những nghị định thư cũng như hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, sẽ tạo ra động lực lớn cho xuất khẩu hoa quả, từng bước đưa ngành nông nghiệp nước ta hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Đa dạng các hoạt động trải nghiệm nhưng vẫn chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, du lịch Sapa đang từng bước phát triển tương xứng tiềm năng để trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia. Hai tháng đầu năm 2023, Sapa đã đón hơn nửa triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Trong năm 2023, Sapa đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách với tổng doanh thu khoảng 12.000 tỷ đồng. Hiện nay, việc quảng bá, xúc tiến du lịch được xem là chìa khóa vàng làm nên thành công của du lịch Sapa. Trong đó, lễ hội mùa hè, sự kiện nằm trong chuỗi các chương trình hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa được tổ chức từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Với nhiều hoạt động trải đều trên khắp các điểm du lịch tại địa phương, đầy hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn và thu hút du khách khi đến với Sapa. Ở chương trình ngày hôm nay là sự kiện đầu tiên để khởi đầu cho chuỗi các chương trình chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi kỳ vọng sẽ mang lại những cái sắc thái, nhiều sắc thái khác nhau, ghi lại dấu ấn của các chương trình, tất cả các chương trình sự kiện sẽ diễn ra trên địa bàn thị xã Sapa trong năm 2023, cũng là để tạo hứng khởi cho du khách và nhân dân được biết đến chuỗi các chương trình sự kiện để theo dõi, đến tham quan và cổ vũ cho các chương trình trên địa bàn thị xã Sapa. Tôi thì thấy chương trình rất là sử dụng rất là chuyên nghiệp và đầy đặn bản sắc dân tộc. Đây thì em thấy dân tộc thiểu số rất là thân thiện. Thông qua hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực các dân tộc đã góp phần quảng bá hình ảnh Sapa đến bạn bè khắp Nam Châu. Hiện nay, ChatGPT đang là công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi ngành nghề, trong đó có lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuy nhiên, ChatGPT cũng đặt ra những thách thức tiềm ẩn mà người dùng cần phải được tiếp cận một cách thận trọng. Theo đó, ChatGPT tồn tại dưới dạng ngôn ngữ, nên khi áp dụng vào quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ khá nhiều cho các nhà quản lý. Đặc biệt, trong việc rút ngắn thời gian phân loại thư từ, thông tin phản ánh từ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh cơ hội, ChatGPT cũng đặt ra những thách thức trong quản lý nhà nước về việc đảm bảo tính minh bạch, chính xác, an toàn thông tin. Chính vì vậy, người dùng phải tự trang bị kiến thức để có thể kiểm chứng độ chính xác mà ChatGPT đưa ra. ChatGPT trước nhất nó là gì? Nó là mô hình của trí tuệ nhân tạo. Vì vậy mà nó cũng chính xác nhận là gì? Không thể chính xác 100% được. Và chúng ta cũng đã thấy nó có những sai sót. Và sai sót đó trước nhất là gì? Trước nhất là về mặt dữ liệu. Vì hiện nay nó chỉ cập nhật đến cuối năm 2021. Thứ hai, có những cái dữ liệu đặc thù của Việt Nam mà chúng ta Việt Nam mình có thể chưa đưa lên trên Internet. Rồi chưa kể là có những cái liên quan đến những cái văn bản mà cổ của Việt Nam, ví dụ viết bằng chữ nôm thì không có trên Internet, do nó trả lời sai về mặt lịch sử Việt Nam, về mặt văn hóa Việt Nam. Nên chính vì vậy, để xài nó thì chúng ta phải là xác định được là nó đúng hay sai chỗ nào. Nó chỉ là cái công cụ giúp cho chúng ta thôi. Cũng giống như trước đây chúng ta xài Google Translator thì chúng ta biết nó đâu phải là dịch chính xác 100%, nhưng mà nó giúp chúng ta rất nhiều, có thể nó dịch tới 90 mấy%. Chúng ta chỉ sửa lại có chừng vài phần trăm thôi. Thì đây cũng vậy, thay vì chúng ta phải bỏ ra cả ngày trời chúng ta viết một cái văn bản thì hiện nay nó viết cho chúng ta chỉ bỏ ra chừng 5-10 phút để chúng ta xem lại thôi. Do đó bắt buộc phải có con người xem lại. Và muốn xem lại như vậy, muốn sửa lại được như vậy, con người phải giỏi hơn nó. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT là điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch công. Tuy nhiên, để sử dụng ChatGPT hiệu quả, cần tận dụng những lợi thế và xác định những rủi ro để có những biện pháp phòng tránh liên quan đến bản quyền, an toàn, an ninh mạng. Từ đó có cách tiếp cận đa chiều để công cụ này nâng cao hiệu quả hoạt động. Sáng chế loại mực in thông minh nhận biết sản phẩm hỏng. Nhóm sinh viên đã góp phần hạn chế việc tiêu thụ sản phẩm tươi sống không an toàn, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp và người tiêu dùng kiểm soát chất lượng thực phẩm một cách chính xác và nhanh chóng. Theo đó, quy trình chế tạo ra mực in, các bạn trẻ sử dụng hoa đậu biếc sấy khô để chiết hợp chất atrazine. Như chiết sau cô đặc
sẽ được phối trộn với các thành phần nguyên liệu khác và tạo ra mực in chỉ thị. Sau khi tạo thành công, mực sẽ được in trên giấy và dán vào bao bì hay hộp đựng thực phẩm tươi sống. Khi mà thực phẩm hư hỏng á, mực tụi em đã in lên nhãn rồi thì nhãn sẽ được gắn lên trên bao bì của đựng chứa đựng thực phẩm tươi sống. Thì khi mà thực phẩm tươi sống nó hư hỏng, nó sẽ sản sinh ra axit amin, và chính axit amin đó sẽ làm thay đổi màu sắc của cái nhãn dán có trên bao bì. Những cái nguyên liệu mà chúng em sử dụng á, cũng như những phương pháp để điều chế mực in á, thì khá là rẻ tiền cũng như là rất là an toàn cho người tiêu dùng, không ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm cũng như là sức khỏe người tiêu dùng luôn. Các bạn đã sử dụng rất là nhiều cái kiến thức về hóa học thực phẩm, về vi sinh, về cảm quan để các bạn có thể đánh giá được cái mức độ hư hỏng của cái cá tươi đối với lại cái việc mà người ta sử dụng như thế nào. Còn về đối với kiến thức về hóa học thì các bạn giải thích được cái cơ chế của nó. Ngoài ra thì các bạn còn có ứng dụng thêm một số cái kiến thức khác bên ngoài ngành, ví dụ như một số kiến thức về mảng in, thì cái này là một cái kiến thức nó hoàn toàn mới với các bạn, bởi vì các bạn học công nghệ thực phẩm thì mình đánh giá cao về cái sự cố gắng của các bạn trong cái vấn đề về tìm hiểu những cái mới, những cái không thuộc lĩnh vực của mình. Cái điểm mà nó đặc biệt đối với cái mực in á, là mình có thể linh động trong cái việc về in nhãn, tức là chúng ta có thể in ấn về nhãn mác mà theo như cái ý muốn của chúng ta, theo cái yêu cầu về marketing của doanh nghiệp, tức là họ có thể in tên sản phẩm hay là in tên doanh nghiệp bởi bằng cái mực in này, mà không cần phải sử dụng một cái hình ảnh cố định nào đó hoặc là một cái cảm biến cố định nào hết. Đó, thì đó là cái ưu điểm lớn nhất của cái việc mà dùng hoa đậu biếc mà để chế tạo mực in nhận biết cái hư hỏng. Trong quá trình thực nghiệm với cá diêu hồng, nhóm cho biết lúc chất lượng thịt cá tươi sống nhất, mực được in hiển thị màu đỏ. Sau 8 tiếng, màu đỏ ban đầu sẽ chuyển sang màu tím, báo hiệu chất lượng không an toàn. Sau 12 tiếng, mực in sẽ chuyển sang màu xanh, cho thấy cá đã hư hỏng quá nặng. Việc mực đổi màu sẽ giúp cho người tiêu dùng kiểm soát dễ dàng được chất lượng của các thực phẩm. Qua việc điều chế loại mực in có tính ứng dụng hữu ích vào đời sống, nhóm mong muốn góp phần hạn chế việc tiêu thụ thực phẩm tươi sống không an toàn, hỗ trợ cho các nhà máy, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nhằm gia tăng tính kết nối, khuyến khích và trao quyền cho phái đẹp trên nền tảng công nghệ số, mới đây, Women of TikTok, một trong những sự kiện nằm trong chuỗi chiến dịch cùng tên đã được tổ chức bởi TikTok. Những năm gần đây, với mong muốn trở thành cầu nối đa chiều và mở ra cơ hội cho những nhà sáng tạo nội dung, đặc biệt là phái nữ, TikTok luôn nỗ lực ghi nhận những đóng góp dù là nhỏ nhất từ các nhà sáng tạo về hành trình theo đuổi đam mê, đứng lên đấu tranh cho bản thân và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trong đó, một trong những chuỗi sự kiện nằm trong chiến dịch Women of TikTok được quan tâm nhất là buổi talk show Women Up with TikTok với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung nữ. Đã và đang có những đóng góp tích cực trên nền tảng, người tham gia có cơ hội lắng nghe câu chuyện truyền cảm hứng của mỗi cá nhân về hành trình trở thành một TikToker chuyên nghiệp. Hai từ mà Ngọc sẽ dành để nói về TikTok đã mang đến cho trẻ phụ nữ đó chính là sự ghi nhận. Bởi vì cái sâu thẳm mong muốn nhất của tất cả các chị em chúng ta, dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa, cố gắng xinh đẹp, giỏi giang hay là tươi, rạng rỡ tất cả mọi điều chúng ta làm hàng ngày, đều rất mong muốn có được một sự ghi nhận. Sự ghi nhận từ chính bản thân mình. Tất cả chúng ta có những cái sở thích, có những cái mong muốn, đôi khi là những cái điều mà như Ngọc đã nói rồi, chúng ta rất tự ti về bản thân mình, không biết rằng là những cái đam mê của mình nó có nhỏ bé quá không, cái khả năng, tài năng của mình nó bị hạn hẹp quá không. Nhưng ở TikTok thì chúng ta không bao giờ cô đơn. Chúng ta sẽ luôn luôn tìm được những cái người đồng cảm với mình, có tiếng nói chung với mình và sẽ bảo vệ mình. Khi tham gia TikTok thì em có được những người bạn, có rất nhiều những người bạn, rất nhiều những người anh chị và những người ủng hộ yêu thương em. Và thêm một cái nữa đó là lúc trước thì em rất yêu mến diễn xuất, nhưng mà kiểu là nói thẳng là không có đất diễn và rất khó để mình có thể được một cái vai nào đó để mình diễn hết cái khả năng của mình, thỏa mãn cái đam mê của em. Nhưng mà khi phát hiện ra TikTok và em tham gia TikTok thì em được diễn xuất, nhưng mà em tự quay thì em có thể tự tin hơn và em thể hiện bản thân em hết mức có thể lên cái chiếc clip đó, thì mọi người xem chiếc clip đó và cảm nhận và yêu quý em, thì nó đã thỏa mãn được cái đam mê diễn xuất của em.
bằng những hoạt động khích lệ và tạo động lực để những nhà sáng tạo nội dung tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. TikTok đang ngày càng minh chứng sức ảnh hưởng của các chiến dịch đều bắt đầu từ chính sự sáng tạo đa dạng của người dùng. Hiện nay, du lịch xanh đang tạo nên một hệ sinh thái mới cho du lịch Việt nói chung và thành phố Vũng Tàu nói riêng. Trong đó, dịch vụ xe đạp công cộng T&Go với những tiện ích đã góp phần mang đến một hình thức giao thông đô thị mới, văn minh và tốt cho sức khỏe. Có mặt tại thành phố Vũng Tàu từ tháng 4 năm 2022, dịch vụ xe đạp công nghệ dần trở thành một phương tiện di chuyển yêu thích của người dân và du khách. Đến nay, địa phương đã có 67.000 tài khoản đăng ký với hơn 80.000 lượt sử dụng xe đạp T&Go. Theo đó, chỉ với các thao tác đơn giản trên ứng dụng di động, người tham gia giao thông có thể dễ dàng thuê xe, di chuyển và trả xe tại các trạm xe đạp T&Go bất kỳ trên địa bàn thành phố. Việc đạp xe theo hình thức này không chỉ góp phần hạn chế nhu cầu sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới một hệ thống giao thông xanh bền vững. Tôi rất thích đi xe đạp ở thành phố này. Mọi người nên phát triển nhiều bãi đỗ xe đạp hơn, cả xe đạp truyền thống và xe đạp điện. Em cũng thường hay đi làm và vào biển bằng xe đạp T&Go. Và em có mong muốn là mọi người dân kia mà đến Vũng Tàu thì sẽ sử dụng xe đạp T&Go để bảo vệ môi trường và rèn luyện sức khỏe hơn. Sau gần một năm triển khai dịch vụ thì bên em đã có hơn 67.000 lượt khách hàng đăng ký tài khoản và cũng đã có hơn 80.000 lượt chuyến đi. Số trạm nâng lên từ 12 lên 41 trạm. Và tới đây thì bên em cũng đang có kế hoạch là sẽ tăng số lượng trạm và mở rộng ra các dịch vụ cùng khác ạ. Bằng việc nâng cao chất lượng phương tiện vận tải khách, Vũng Tàu đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao. Chính vì vậy, dịch vụ xe đạp công cộng T&Go với những tiện ích phù hợp sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng du lịch xanh của thành phố. Quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào fanpage hoặc kênh YouTube Câu chuyện kinh doanh. Thủy Tiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần sau, cũng vào khung giờ quen thuộc của chương trình lúc 15:20 trên kênh HTV9.